Hello mọi người, hôm nay là Vela được 4 tháng 5 ngày tuổi nè. Và hôm nay là ngày đi chích vaccine của Vela. Dễ thương chưa? Vela hôm nay đổi bệnh viện để đi để chích vaccine, cho nên là đến sớm hơn để đăng ký. Em rất là vui, rất là tươi. Tại mình đến sớm nên chờ hơi lâu mọi người ạ. Đây là Vela trước khi chết, đang rụng rất là tươi, đang rụng rất là vui. Ở cái lúc mà thời điểm 4 tháng này á, không hiểu sao mà Vela nhìn tròn chỉnh, mập ú ù luôn. Đây đi hai cô tôi check nè. Không biết mọi người có ai giống như nhà Vương không? Cái thời lúc này á, cái tay của Vela nó chua lắm. Và ai cũng ghiền hai ông cô với bà mẹ ghiền cái tay chua của cô nàng dữ lắm luôn. Nó chua mà nó chua lạ lùng lắm mọi người. Nó chua ngon lắm kìa, chua lắm. Đây là được 7 ký mấy rồi đó, không có mẹ là em khóc vậy đó mọi người, kiểu vậy em giống như là kiểu cảm giác không an toàn. Mẹ đứng sát bên vậy đó, nhưng mà cũng nhìn mẹ to thấy cho mọi người nhìn mẹ, ôi trời ơi, nhìn mẹ thương chưa, nhìn mẹ kiểu cầu cứu. Đặc biệt nha, là bây giờ rất là sợ ai mang khẩu trang, là thấy ai mang khẩu trang là bây giờ sợ vô cùng, sợ vô cùng, sợ dữ lắm. Tội nghiệp, tội nghiệp luôn. Nói dữ lắm mọi người ơi. Mẹ hỏi nè, tí nữa chết em có khóc không? Tí nữa chết có khóc không?
vui, vui lắm. Born until now four months. What about the list? How many doctors? Đang vui lắm đó Điệp ơi. สองท่านนะครับจับอย่างนี้แหละครับใช่ๆโอเคมากค่ะท่านี้เลยนะพ่อนะนะครับอ้าวแม่เน่แม่เน่แม่เน่แม่เน่แม่เน่ตาแม่เน่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยนิดเดียวนิดเดียวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วฟินิชฟินิชโอเคได้โอ้ยเจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเสร็จแล้วค่ะโอ้ยร้องสุดใจเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานอย่าปนอย่าปนอย่าปนอย่าปนอย่าปนอย่าปนอย่าปนพี่เดี๋ยวหายแล้วลูกวิ่งไม่ออกมาเหรออะไรอะไรกินหน่อยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยค่ะเอาหัวกันมาแล้วเลยแม่หัวฟอนแม่คุณแม่คุณแม่แม่อุ้มเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเอ็มเวลาได้พูดจะได้เลยไปไปแค่ดูต่อhai cái đứa to hai chịt rồi vui lắm ra vui lắm chị nhỏ chị nhỏ ha chị nhỏ trời ơi
Hello, hello. Bạn ơi. Ôi ôi. Hai cái đùi heo. Đùi heo. Easy. 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 Easy cái gì? Cry à lắm. Easy. Go back home. Vui lắm. Không mệt hả? Không mệt đẹp đâu hả? Ôi, giỏi quá, đi chích vaccine không mệt luôn. Thôi, vui lắm. Trời ơi, giỏi quá. Bella, mẹ hỏi nè. Cái này cái gì đây? Đi chích vaccine. Ha, cái này là đi chích vaccine nha. Mệt không? Đau không? Có mệt không? Vui quá. Vui quá. Ngậm tay là vui lắm. Ui trời ơi, khoe cái đùi to này hả? Cái đùi to hôm nay bị chết nè. Đau mẹ coi. Đau cái đùi đó. Ôi tội nghiệp chứ. Người ta mới chút xíu mà chết người ta hai cái đùi luôn. Mới có chút xíu à mà chết hai cái đùi luôn. Chết không có nhẹ tay đúng không? Làm em hóc quá trời luôn. Mấy cô này chết không nhẹ hả? Bữa sau mẹ kêu mấy cô nhẹ tay cho em ha. Đâu có sao đâu đúng không? Bình thường. Chuyện nhỏ ha. Chuyện nhỏ xíu ha. Đâu có đau đâu. Ôi ho quá à. Nói á, xong rồi cái nước miếng á, ho là kiểu ho sặc nước miếng. Ôi ho sặc nước miếng thôi, đừng nói nữa nè. Ôi sặc nước miếng á nha. Ôi sặc nước miếng. Đây, về tới nhà là nằm lăn ra ngủ rồi nè mọi người. Ngủ không biết gì hết. Ngủ ngon lành cành đào luôn. Ngủ đã đời luôn. Ngủ không biết gì hết. Đây, tới nhà là lăn ra ngủ mất tiêu luôn. Nhưng mà chưa uống sữa. Bây giờ cho em bé ngủ một chút xíu, xong rồi chút nữa em bé đói là em bé sẽ dậy và em bé sẽ uống sữa. Cưng không mọi người? Dễ chịu lắm em bé này, dễ chịu lắm. Trộm vía là chích về không có bị sốt. Đây, khỏe ru, không có bị gì hết. Vê la từ lúc mà nhỏ, từ lúc bé cho tới hiện tại là đi chích là không có bị sốt. Vê la ăn vẫn ăn ngon, ngủ ngon. Đây là cô nàng sau khi mà cho uống sữa đây nè. Ngủ một chút xíu xong là dậy là đói, xong là cho uống sữa.
đó, buồn ngủ dữ lắm rồi đó, nhưng mà phải phải vỗ cho ở trước, không ở là em bé sẽ bị hoại sữa. Nhìn thấy thương cho mọi người. Do là chích vaccine á, cho nên là kiểu dạng giống như em mệt em ngủ á, buồn ngủ quá, buồn ngủ rồi đó, nhưng mà vẫn cười. Thương chưa, nó thì đang nói là với là ị rồi, cho nên là phải cho ở trước, xong rồi là lau vệ sinh cho Vê La, rồi thay tả cho là cho Vê La ngủ. Tội nghiệp, tại vì do là đổi bệnh viện á, cho nên là mình đi khá là trễ, rồi mình về cũng khá là trễ.